là tất cả chúng ta cũng phải đến một cái nơi mà không ai muốn. Mà anh cũng chúc nếu mà em có ra đi thì cũng vui vẻ, nhưng mà dù sao thì anh cũng vẫn rất rất mong là em sẽ được may mắn một cái phép lạ nào đó có thể giữ em lại cuộc đời này để tiếp tục nghe anh hát. Và cảm ơn em đã yêu cầu nhạc phẩm Thu Hát Cho Người. Và sau đây xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Thu Hát Cho Người của Vũ Đức Sơn Dũng. Thank you.
xa người. Thank you.